Người ta rất thích thị phi và muốn thay drama online. Xin chào Việt Nam mọi người ơi. Một cái bất đòn gọi rằng là trà chí mạng với lại là doanh nhân thành đạt thọ tiệm. Quý vị ơi, cho em xin tỏ bày một chút xíu và em nói lên cái ý kiến về cái chính kiến của em. Dạ, em thực sự rất là đến lúc này là em rất là vui. Và em nghiệm ra một điều rằng con người sống thật lúc nào cũng phải thật. Ai chà, mấy ngày hôm vừa qua coi như rằng là đi theo cái đến cái dự cái lễ hội Thánh Mẫu Mẹ gì đó, nói chung em cũng chả quan tâm tại vì em không có theo đạo. Xin lỗi quý vị nào mà theo đạo thì với em thì không có liên quan tới cái điều đó, em cũng chả rành, cho nên em dùng từ có thể là nó không phù hợp với quý vị, nếu quý vị thông cảm bỏ qua và nhớ bấm subscribe kênh của mình. Thì doanh nhân thành đạt thọ tiện đã phỏng vấn Phúc Mập. Được biết rằng là Vũ đã rất là nhiều lần xem kênh của Phúc Mập, và Phúc Mập cũng là một người sống ở tại Việt Nam trên dưới 9 năm. Thì cậu ấy là một người làm mấy video khá là dí dỏm và quảng bá các cái thực phẩm của Việt Nam mà cũng giống như các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ và Việt Nam. Thì vừa qua là Phúc Mập đi tham gia cái ngày hội đó, thì một thanh niên doanh nhân thành đạt thọ tiện đã phỏng vấn anh Phúc này. Thì thực ra rằng là anh Phúc này cũng đã nói rất là rõ và anh Phúc này nói một cách vô tư, nhưng không ngờ đó là một cái drama, có nghĩa rằng là họ không thích vào drama online, họ không thích những cái vấn đề này. Phúc đã làm rất là tốt và Phúc là một con người đúng tên Phúc, tuyệt vời. Vũ đã inbox và đã liên hệ với chỗ Phúc Mập để sẵn sàng giao lưu chia sẻ, là một người Mỹ gốc Mỹ nhưng nói rằng về tiếng Việt, hiểu được các ngữ nghĩa của tiếng Việt. Vì vậy theo cái quan điểm của Vũ thì hôm đó ông Đạt ông đã sửa người, và ông Đạt ông đã cố tình gài cái thanh niên này nói những cái câu mà để chê bai đất nước Việt Nam, nhằm gọi là phỉ báng đất nước Việt Nam mình. Thì quý vị ạ, nhưng mà rất may là anh Phúc Mập này anh cũng đã nói chuyện đúng như những cái gì cậu ấy cảm nhận. Và thực tế đất nước của chúng ta, Việt Nam chúng ta ngày nay là như vậy quý vị. Không phải giống như hồi xưa nữa. Không phải là hồi xưa rằng là quý vị gửi 100 đô về là bà con rất là mừng. Và cái giá trị đồng tiền của người Việt Nam lúc đó quá nghèo khổ thì họ cảm thấy rất là lớn. Vâng. Em thực sự rất là vui. Một con người sống tử tế, đàng hoàng, yêu hương, yêu quê hương, yêu đất nước, luôn luôn nhận được những cái điều tốt đẹp đối với cái cuộc sống của họ. Nhưng mà đằng này họ phỉ báng, họ sợ những người Việt giống như chúng tôi, là những người Việt giống như Vũ đang ở tại Canada, chia sẻ những cái sự thật ở tại đất nước Mỹ cho bà con biết, và chia sẻ sự thật ở tại đất nước Việt Nam cho bà con biết. Và hẹn trong thời gian sắp tới Vũ sẽ về Việt Nam, Vũ sẽ review từng chi tiết các công việc và hỏi những người lao công, những người mà thậm chí rằng là những cái người mà họ làm việc, mà công việc họ lao động bằng tay chân cho quý vị thêm. Và thậm chí Vũ sẽ phỏng vấn những người mà liên quan về thợ tiện. Thì anh chị em nào mà liên quan về thợ tiện nè, anh chị em nào liên quan về lao động và tay chân, coi kênh của Vũ thì có thể đăng ký ở dưới kênh. Mình sẽ liên hệ hoặc cho mình cái số điện thoại để mình làm cái video phỏng vấn quý anh chị em về cái mức độ hài lòng của quý anh chị khi ở tại trên đất nước Việt Nam, để quý để cho cái người doanh nhân thành đạt thọ tiện này xem thử coi có đúng như họ đọc báo và họ đang phỉ báng và chê bai đất nước mình hay không. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, trong đất nước Việt Nam mình cũng có nhiều cái hạn chế, cái tồn tại mà báo chí cũng đã đăng, đúng không quý vị? Thì đã là một người xuất ngoại, đã là một người được
xã hội Mỹ đào tạo. Tuy nhiên anh ấy cũng chỉ là một cái nghề, đó là làm về thợ tiện. Thì thợ tiện nó không có xấu, nhưng cái người có công việc thợ tiện đó rất là xấu. Cho nên quý anh chị ha, những xem những video của những con người như vậy thì Vũ xin phép kêu gọi mọi người không nên share, không nên subscribe, không nên comment. Coi nó giống như một trò hề, họ không có bổ ích gì cho chúng ta và phỉ báng đất nước của chúng ta. Vì vậy, em là người đầu tiên kêu gọi quý vị, là người đầu tiên kêu gọi mọi người không comment tất cả mọi thứ, không tương tác ở trên cái kênh đó. Nếu có xuất hiện, thứ nhất, chúng ta có thể chặn. Thứ hai, chúng ta có thể lướt qua một cách nhanh chóng. Đó là một cái mà chúng ta bảo vệ đất nước của một cái hành động nhỏ để bảo vệ đất nước của chúng ta đó. Thì họ không có tiền, một lương tháng của họ bây giờ chưa quá 5.000, thì làm sao mà họ không lên kiếm nữa để họ đỡ bớt cái tiền gọi là đi trả tiền mortgage, tiền thuê nhà, thuê cửa, tiền vay tài chính để mà mua nhà, để mua xe đó, mua cái điện thoại nữa. Họ khoe rất là nhiều, mười mấy hai chục năm trời, 30-40 năm ở tại Mỹ, nhưng bản chất của cái con người này nhá, em chỉ nói đúng cái con người này chứ còn em không có nói những cái người khác ở trong cái video này. Cho nên quý vị hãy xem và tẩy chay một cái con người như thế này nha quý vị. Và quý vị có một cái sự lựa chọn và nắm bắt những cái thông tin sập nhất ở trên không gian mạng. Đây là cái điều mà Vũ trong thời gian sắp tới sẽ xây dựng một cái kênh của mình phải thật sạch và nói tiếng nói trung thực nhất khi Vũ đã trải nghiệm cuộc sống ở tại Canada. Mong rằng những anh chị em nào yêu thương Vũ hãy bấm subscribe, chia sẻ những video của mình hoặc là tag những người thân quen vào để xem cái video của mình, để chia sẻ những nội dung như vậy. Và sau đây Vũ sẽ để cái video mà Phúc Mập đã chia sẻ cho bà con. Thì hy vọng bà con hiểu hơn. Nếu ai chưa hiểu những điều gì thì hãy comment xuống bên dưới. Vũ sẽ là người trực tiếp trả lời cho bà con. Vũ xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. Người ta rất thích thị phi và muốn thấy drama online. So, here you go. Đây là drama cho mọi người xem. Các bạn ơi, Phúc Mập đây. Nếu mọi người đang theo dõi Phúc Mập trên mạng xã hội, thì chắc chắn là các bạn đã thấy mình đi đến ngày Thánh Mẫu 2024 ở Carthage, Missouri. Đây là một lễ hội siêu quan trọng đối với những người Việt bên Công giáo. Chà, Phúc không phải là bên Công giáo và không phải là người Việt. I know, right? Nhưng mình sống ở Việt Nam 9 năm liền và cho rằng Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Vì vậy, mình không chỉ quay video ở Việt Nam, nhưng mình cũng quay video xung quanh thế giới về văn hóa Việt. Lễ hội này xảy ra trong khi mình đang thăm gia đình ở Mỹ, cho nên mình lái xe từ Kentucky đến Missouri. Hơn 8 tiếng, trời đất ơi, và ngủ trong xe luôn. Tại Marian Days, mình đã gặp mấy trăm người và quay một vài video thật là tuyệt vời. Gần hầu hết mọi người vừa thân thiện, vừa mình khác với Phúc Mập. And thật không may, mình không nghĩ là video này là video đầu tiên mà mình phải quay về Marian Days, nhưng trong khi gặp fan hâm mộ, mình cũng gặp một người mà muốn gái bẫy Phúc Mập. Người ta rất thích thị phi và muốn thấy drama online. So, here you go. Đây là drama cho mọi người xem. Khi anh ta bắt chuyện với Phúc, mình nói với anh ấy là không biết anh ấy là ai. Thực ra mình chưa bao giờ nghe về kênh YouTube của Đắc Nguyễn. Và khi anh ấy nói kênh là cuộc sống ở Mỹ, Đắc Nguyễn, Phúc nghĩ là family vlog luôn, là kênh về gia đình. Nhưng mà anh ấy không up lên trên kênh đó, có kênh riêng. Anh bắt đầu hỏi những câu hỏi so sánh Việt Nam và Mỹ, và Phúc chỉ trả lời thật thôi. Mình trả lời theo ý kiến của một người mà sống ở Việt Nam 9 năm liền. Đối với Phúc, sống ở Việt Nam vui hơn sống ở Mỹ. Ở Mỹ có lương cao hơn, nhưng người dân luôn bị trầm cảm. Ủa, người Mỹ thực sự bị nghiện thuốc trầm cảm? Tại sao? Không biết.
Và tâm trí đất nước này được phát triển rồi, nhưng không có nghĩa là họ vui hơn. Tiền bạc không có nghĩa là hạnh phúc. Mình không phải là một người mà cần nhiều tiền để có hạnh phúc. Xin lỗi, micro của Phúc bị tắt trong phần này, nhưng mà phần này chắc là quan trọng nhất trong video này. Sao Phúc muốn giải thích rõ ràng cho mọi người hiểu. Đơn giản là Phúc không phải là một người mà phân biệt vùng miền ở Việt Nam, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, không quan tâm. Hơn nữa, không phân biệt người Việt sống ở Việt Nam hay là sống ở nước ngoài. Không sao đâu, người Việt luôn luôn thân thiện và minh cát với Phúc. Nhưng mà trong cuộc phỏng vấn này, Phúc nói là cuộc sống ở Việt Nam vui hơn theo trải nghiệm của Phúc. Nếu các bạn đã sống ở Việt Nam và bây giờ sống ở Mỹ rất là lâu và cảm thấy cuộc sống ở Mỹ vui hơn thì đó là ý kiến của bạn. Mọi người được entitled to have your opinion. Phúc không quay video này để có drama. Thật ra không có ý định quay video này. And đây không phải là hợp tác với Đạt Nguyễn. Phúc không biết Đạt Nguyễn là ai. Không quan tâm Đạt Nguyễn là ai. Nhưng mà tại Marian Days đang chụp hình và quay video với rất là nhiều người. Nhưng mà giống như Phúc nói trong cuộc phỏng vấn đó, đứng núi này trong núi nọ, the grass is always greener on the other side. So chắc là người Việt muốn sống ở Mỹ and người Mỹ muốn sống ở Việt Nam. Xong. Phúc không up lên video này để tranh luận hay gửi một lời xin lỗi. Không. Nhưng chỉ muốn giải thích cho mọi người về trường hợp này. Mình luôn gặp quá nhiều người tại một lễ hội như thế này. Và dĩ nhiên sẽ có người hâm mộ thật. Sẽ có mấy người mà không thích Phúc. And sẽ có mấy người mà muốn thấy Phúc không có thành công. Mình sẽ tiếp tục quay video của mình để quảng bá cho văn hóa Việt, những điều tích cực về Việt Nam và tất nhiên các món ăn Việt ngon. Cho mọi người mà ủng hộ Phúc từ đâu, cảm ơn. And of course, chúc mừng năm mới!